Quý vị khán giả và các bạn đoàn viên thanh niên thân mến, thời gian qua, cùng với việc hỗ trợ các địa phương thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống dịch COVID-19, các cấp bộ đoàn trong toàn tỉnh còn có nhiều mô hình mới, giải pháp hay, góp phần đảm bảo cuộc sống của người dân trong những ngày thực hiện giãn cách xã hội. Chuyên mục thanh niên ngày hôm nay sẽ có ghi nhận về những cách làm hay chung tay phòng chống dịch COVID-19 của tuổi trẻ Tây Ninh do tỉnh đoàn Tây Ninh bình chọn. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. Ngay từ khi dịch COVID-19 bùng phát trên địa bàn tỉnh, đoàn viên thanh niên tỉnh Tây Ninh đã ngay lập tức trở thành lực lượng xung kích tình nguyện đến những điểm nóng tham gia công tác truy vết, lấy mẫu xét nghiệm, hỗ trợ công tác phòng chống dịch bệnh. Không những thế, các cấp bộ đoàn trong toàn tỉnh cũng đã nhanh chóng triển khai các công trình phần việc nhằm sẻ chia phần nào nỗi khó khăn với các lực lượng làm nhiệm vụ phòng chống dịch và những người dân chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19. Với tính năng động và nhiệt huyết của tuổi trẻ thì các cấp bộ đoàn trên địa bàn toàn tỉnh thì cũng có nhiều cái cách làm, nhiều cái mô hình trong công tác là hỗ trợ người dân, như là các bạn cũng cùng với lại nông dân tiến hành là thu hoạch cũng như là tiêu thụ nông sản. Các bạn cũng vận động các mạnh thường quân để hỗ trợ các nhu yếu phẩm cho người dân. Ngoài ra thì các bạn cũng tổ chức những cái hoạt động để chăm lo cho các em thiếu nhi, trao tặng những cái phần sữa, quà bánh cho các em ở trong khu vực phong tỏa, khu vực cách ly để giúp cho các em thiếu nhi có một cái kỳ hè thật là bổ ích. Ghi nhận tại thị xã Hòa Thành, những ngày gần đây, cứ vào mỗi sáng sớm, đoàn viên thanh niên thị xã lại có mặt tại trụ sở khối dân để cùng chuẩn bị cho chuyến xe bán hàng bình ổn giá. Từ nguồn vốn ban đầu do công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Diên hỗ trợ, thị đoàn và phòng kinh tế thị xã chia nhau tìm kiếm những nguồn cung nông sản tươi ngon với giá cả hợp lý. Sau đó các bạn đoàn viên thanh niên sẽ cùng nhau phân chia các loại nông sản này thành từng túi. Mỗi túi gồm nhiều loại rau củ quả và vận chuyển lên chuyến xe bán hàng, sẵn sàng mang đến tận nhà để phục vụ người dân. Đến nay, mỗi ngày có 2 chuyến xe luân phiên đến các địa phương trên địa bàn thị xã. Chuyến xe len lỏi vào từng con hẻm, người dân có thể dễ dàng mua được các túi rau củ quả tươi ngon ngay tại nhà với mức giá bình ổn chỉ 30.000 đồng một túi. Với mức giá này, các đơn vị tổ chức hoàn toàn không có lợi nhuận. Thì mùa dịch mình hạn chế đi chợ, rồi cách một ngày mình đi ngày. Có các bạn bán rau củ quả giá bình ổn 30.000 một phần, rất là tốt. Tôi mong rằng mô hình này sẽ tiếp tục thực hiện bình ổn giá, người dân ở nhà cũng vẫn có rau củ quả để dùng. Xe đi tới đâu thì bà con rất ủng hộ. Cái mức giá rau củ quả này hiện nay như vậy thì bình ổn giá, thấy giá cả nó rất là hợp lý. Cái mô hình này tôi mong trong mùa dịch này sẽ tiếp tục còn diễn ra, giúp cho bà con trên địa bàn không có đi chợ tập trung quá đông người. Mô hình này rất tốt. Trong thời gian tới thì thị đoàn Hòa Thành sẽ phối hợp với phòng kinh tế và công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Nhiên sẽ tiếp tục có nhiều chuyến xe hơn nữa để đến với những bà con ở những vùng xa hơn trên địa bàn thị xã. Chúng tôi cũng sẽ cố gắng làm phong phú hơn các loại thực phẩm để mang tới cho người dân, đồng thời cũng giúp cho những người nông dân có thấy cái đầu ra để tiêu thụ sản phẩm. Còn tại huyện Tân Biên, nhằm giúp cho những hộ dân đang thực hiện cách ly y tế có thể mua được các loại lương thực, thực phẩm và nhu yếu phẩm để sử dụng, huyện đoàn Tân Biên đã triển khai mô hình thanh niên đi chợ thay. Dù chỉ mới đi chợ hoạt động, thế nhưng mô hình này đã nhận được sự phản hồi tích cực đến từ phía người dân. Xuất phát từ việc có nhiều hộ dân đang thực hiện cách ly y tế tại nhà, cuộc sống của bà con khó khăn vì không được đi ra ngoài, thì huyện đoàn đã thành lập các đội hình tình nguyện đi chợ giúp dân để hỗ trợ mua những mặt hàng thiết yếu phục vụ cuộc sống hàng ngày. Với hình thức này thì người dân không lo thiếu hàng hóa thiết yếu để sử dụng trong thời gian thực hiện cách ly. Và chúng tôi cũng khuyến khích bà con mua đủ ăn trong vài ngày chứ không cần mua nhiều. Và khi nào hết thì chúng tôi lại đi chợ mua tiếp. Như vậy vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch, vừa đảm bảo có đủ hàng hóa tươi ngon cho người dân sử dụng. Đến nay, trên địa bàn huyện Tân Biên có tất cả 10 đội hình thanh niên đi chợ thay. Các hộ dân đang thực hiện cách ly y tế có thể liên hệ với các tổ chức đoàn gần nhất để đăng ký. Người dân chỉ cần để tiền, danh sách các món hàng cần mua trước cửa nhà. Các bạn đoàn viên thanh niên sẽ đến nhận tổng hợp và ra chợ để mua. Sau khi đi chợ xong, các bạn đoàn viên thanh niên sẽ để trước nhà và thông báo để các hộ dân ra nhận. Các quy trình trong mô hình đều được thực hiện trên tinh thần đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19.
Còn tại thành phố Tây Ninh, những ngày gần đây, khi trời vừa hửng nắng, đoàn viên thanh niên các đơn vị lại có mặt tại nhà bà Trần Thị Thu Thủy, một mạnh thường quân tại địa phương, để cùng tham gia thực hiện những suất cơm thuộc chương trình Bữa Cơm Yêu Thương do đoàn khối cơ quan và doanh nghiệp Tây Ninh tổ chức để dành tặng cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố. Trong tình hình mà diễn biến dịch bệnh phức tạp, có rất là nhiều người lao động, đặc biệt trong đó là có người bán vé số, những người già neo đơn. Họ không thể đi ra ngoài được, họ không thể kiếm kế sinh nhai được, họ gặp rất là nhiều khó khăn. Thì trước cái bối cảnh đó thì đoàn khối quyết định là thực hiện cái chương trình Bữa Cơm Yêu Thương để có thể gửi những cái bữa cơm đến cho mọi người. Tuy là nhỏ thôi nhưng mà cũng mong muốn là hỗ trợ một phần nào đó giúp mọi người vượt qua trong cái tình hình dịch bệnh hiện nay. Hàng ngày, tùy theo nguồn thực phẩm vận động được, các đơn vị cùng nhau lên danh sách các món và cùng nhau chế biến. Ngoài ra, các bạn đoàn viên thanh niên còn tâm lý dành tặng thêm những phần cơm trắng để những người lao động thêm no bụng. Đến nay, trung bình mỗi ngày, các đơn vị cung ứng gần 500 suất cơm cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn các phường 1, phường 2 và phường 3. Thời gian tới, các đơn vị này sẽ tăng cường công tác vận động để có thể duy trì và tổ chức mô hình này tại nhiều địa phương hơn nữa trên địa bàn thành phố Tây Ninh. Thì mùa dịch này gia đình tôi cũng gặp nhiều khó khăn, thì có mấy chú đoàn viên thanh niên vô phát cơm mỗi ngày vậy á, vui mừng và biết ơn mấy người ở bên đoàn. Hai chồng tôi thì cũng già lớn tuổi rồi, cũng không làm gì, hôm nay được cái sự quan tâm của nhà nước, nhất là các anh các đoàn viên thanh niên lại hỗ trợ cái vụ mà giải quyết thực phẩm, thì đây thì tôi tỏ ra cảm ơn rất nhiều. Đến nay, trung bình mỗi ngày các đơn vị cung ứng gần 500 suất cơm cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường 1, phường 2 và phường 3. Thời gian tới, các đơn vị này sẽ tăng cường công tác vận động để có thể duy trì và tổ chức mô hình này tại nhiều địa phương hơn nữa trên địa bàn thành phố Tây Ninh. Tỉnh đoàn nhận thấy đây là những mô hình mang cái tính sáng tạo và phù hợp với lại tình hình thực tiễn của địa phương Tây Ninh tại thời điểm hiện tại. Và chúng tôi mong rằng những cái mô hình này có thể được duy trì trong thời gian tới để giúp cho bà con cũng như người dân an tâm hơn trong việc tự cách ly tại nhà cũng như là cách ly tại các khu vực tập trung. Có thể thấy rằng, bằng nhiều cách làm khác nhau, song đoàn viên thanh niên tỉnh Tây Ninh chỉ với một mục đích duy nhất, đó là cùng đồng hành, cùng sẻ chia, cùng với người dân trong toàn tỉnh, chung tay phòng chống dịch COVID-19. Đây là những việc làm có ý nghĩa thiết thực và thật đáng trân quý trong giai đoạn hiện nay. Quý vị khán giả và các bạn đoàn viên thanh niên thân mến, chuyên mục thanh niên của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh kỳ này đến đây là hết. Cảm ơn sự chú ý quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.